Hello, xin chào mọi người. Chúc cả nhà một năm mới thật là an khang, thịnh vượng. Chúc mọi người nhiều sức khỏe trong năm 2022 sắp tới nha. Hôm nay thì mùng 1 Tết, Mai sẽ ghé đi chùa. Mọi người nhìn thấy không, tuyết vẫn còn rất là nhiều ở khu nhà mình ha. Vẫn chưa có tan hết luôn. Nhìn rất là đẹp mọi người. Hôm nay thì ông xã Mai đi Florida rồi. Còn con gái thì đi học nên thành ra có một mình Mai đi chùa thôi. Nhưng mà không sao, tại vì cộng đồng người Việt mình cũng đông mà mọi người. Thì mình tới chùa thì mình cũng gặp rất là nhiều cô chú, anh chị, bạn bè người Việt Nam ha. Lâu lắm thì mình mới có một cơ hội để gặp được nhiều người Việt như vậy. Hello, xin chào cả nhà YouTube. Hôm nay thì sáng mùng 1 Tết nha. Mai đang ở đứng trước một cái ngôi chùa của người Việt. Mình sẽ đi xin lộc đầu năm. Chùa này có tên là chùa Pháp Bảo mọi người, ở cách nhà mình khoảng 30-35 phút. Hôm nay mình có hẹn với một vài người bạn. Chùa cũng khá là vắng vẻ. Thì tiểu bang của Mai mấy bữa vừa rồi là đang có bão tuyết, nên thành ra là bây giờ vẫn còn tuyết rất là nhiều. Tuyết chưa có tan hết nữa. Trong chùa này thì mình thấy ở trên Facebook á, có đăng là bán rất là nhiều đồ ăn chay. Mai thì rất là thích cái món mít kho, mít non kho mọi người. Mai mặc áo dài nhưng mà trời lạnh quá phải mặc áo khoác vô. Wow, chùa trang trí đẹp ghê chưa, lồng đèn nè. Có chữ xuân nè. Ngày xuân trên hà dưới thuận. Bốn mùa trong ấm ngoài em. Vi biết anh phải không? Ủa chị. À, hả? Em tới lâu chưa? Dạ cũng một chút à. Vậy hả? Dạ. Nhà em rừng đây không? Cũng 45 phút. 45 phút hả? Dạ. Ồ xa chứ cô. Đi em thì gần chút rất gần đó. Đây cô bé này mình có hẹn trên Facebook nè. Tới đây. Bốn biển là nhà. Đâu cần ai biết quen ai đâu. Trước lạ sao quen. Ờ chúc mừng cô. Dạ chúc mừng năm mới cô. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Đó cây mai kìa. Cũng dễ thương lắm, có nồi bánh chưng nữa nè. Trời ơi, ta làm giống vậy ha. Y chang ở bên Việt Nam á. Việt Nam quá vậy. Dạ. Có gánh bánh tét. Cái nồi bánh chưng giống hệt luôn. À hả. Đây là thật trang trí đẹp quá. Quan Thế Âm Bồ Tát. Ừ. Dạ. Có cây tóc giả hương. Cũng dễ thương. Bên mình thì cũng không có nhiều người Việt cho lắm. Nên thành ra là trang trí được vậy là thấy cũng vui rồi. Xa xa có. Dạ. Cái này nè mới thích là mấy cái gánh này nè. Đúng rồi, nè cái gánh này nè. Cái nồi nấu bánh cát đó. Đúng rồi. Cái nồi đó là y chang ở dưới quê luôn. Củi cây luôn đó. Đúng rồi. À đúng rồi, trong này có cái bóng đèn để đèn giống như củi cháy vậy. Ủa nãy giờ không thấy lửa. Dạ có lửa luôn nha. Dạ. Hôm qua em đi hai chùa lận. Em đi chùa Giác Lâm với lại qua đây. Tại nghe nói có đốt pháo nhưng mà không có đốt cả. Ủa vậy hả? Cuối cùng hết hả? Hôm qua thì không có. Có muốn lên không? Không. Bên chùa bên New Jersey có. Chùa bên New Jersey là chùa gì? Không phải chùa, cái thiền viện. À, cái thiền viện Thanh Từ bữa hôm em nói chị á hả? À, cái thiền viện nó đẹp lắm á. Yeah, đẹp. Bữa nào đi đó. Yeah, yeah. Ủa, nhìn tao phải để cái hít này. Để cho ấm. Để mình đi vô trong này thử coi. Trong này họ có bán đồ ăn chay. Để dưới cái hầm này nè. Xuống dưới hầm nha mọi người. Đây là chỗ bác tạo ăn chay nè mọi người. Ok con. Dạ. Dạ. Ừ, nghe nói là bên này bánh xôi mỗi lượng ngon lắm á. Ờ, mới làm nó ngon. Cô có cái mít non kho không cô? Mít non không có con ơi. Con thích nhất cái món đó. Bây giờ có mít già không à. Ờ, đúng rồi. Cá kho xả này chắc cá giả phải cá thiệt đúng không? Cá này cá gì? Cá thiệt hay cá giả? Cá kho. Cá kho này không phải giả không phải thiệt nhưng mà cá chay thì ok. Đúng rồi, con nói có lý. Có thử không? Bún gì vậy cô? Bò đó. Em muốn ăn không? Dạ. Ăn thử coi bún chay ở đây dạ. Hả? Chó dạ. Cho con hai tô. Ăn chị em bún bò em ăn gì? Em ăn bún bò không? Cho con hai tô bún bò đi cô.
Vậy cái này để chút tiếng đi. Dạ, lát chút mình ăn xong đi. Con ăn rồi á, nhưng mà vẫn muốn ăn nữa. Dạ. Ăn hoài, ăn mãi, ăn rồi. Cho đời nó mất khổ. Là ngồi trong kia ăn hả cô? Dạ. Đây. Cô cho con quay cái nồi bún bò được không? Trời ơi, vô đây. Đây là cái nồi bún bò chay của cô này, cậu nấu nè ha. Một mình cô nấu cái nồi này luôn. Cô phụ nấu, cô sư phụ thôi. À, sư phụ nấu. Đây nè mọi người, nhìn hấp dẫn. Rồi cô, cái này nó mềm xong rồi. À, nó nóng nước súp rồi, cô chan cho mấy đứa con ăn. À bây giờ ở đây cô mở cửa mỗi tuần luôn hay sao cô? À mỗi tuần ngày chủ nhật á là đủ thứ hết. Còn mấy ngày nay cũng đủ thứ hết, nhưng mà thường á là những ngày chủ nhật là có đủ thứ. Còn ngày thường là những món ăn kho rồi vậy đó, vẫn có hết. Muốn tới có sư phụ đây. Nhưng mà chắc là không có muốn bò này nọ đúng không? Không có mấy lệch này lắm. Mới mới có đồ nước thôi. Đi ra kia ngồi em. Con ra kia hả cô? Rồi ok. Dạ. Cảm ơn cô. Đây là cái chỗ ngồi ăn nè mọi người. Trời ơi, đây còn thấy còn thoải mái hơn hôm bữa mình đi cái hội chợ đó em. Ờ, hội chợ đó. Đó. Ha, chị thấy không có chỗ ngồi chị đi về luôn. Giờ đó. Cuối cùng á là cuối cùng là nhà chị đi về, tại vì nhà chị chưa có ăn mà con bé thì nó cũng nhỏ thôi mà cuối cùng á đâu có tìm được bàn đâu, thấy quá trời đông luôn. Chị mới tới trường lần đầu à? Dạ lần đầu. Dạ. Chị ở đâu tới? Em ở vòng vòng đây luôn nhưng mà mới lần đầu tới. Không biết tới hả? Hôm nay em cũng đang Facebook vòng vòng cho mọi người khu vực biết mà. Dạ đúng rồi, em có thấy trên Facebook nên mới tới á. Dạ, nên mới thấy. Cũng một giờ là có đốt pháo luôn. Một giờ lễ xong đốt pháo. Một giờ chưa thấy ha, chút xíu là chút xíu rồi. À, chút mình sẽ quay coi đốt pháo mới được. Ảnh đây trang trí Tết nè. Cô bé này may quen ở trên một group trên Facebook có tên là Cộng đồng Người Việt ở Philadelphia. Tụi Mai lập hội rủ rê nhau đi chùa, dù trước đó chưa từng gặp nhau ở ngoài đời. Tô bún bò của Mai nhìn cũng khá là hấp dẫn ha mọi người. Dù là bún chay nhưng bún bò ở đây nấu cũng khá là đậm đà chứ không có lạt lẽo. Mới gặp nhau lần đầu nhưng hai chị em tám chuyện từ trên trời xuống dưới biển. Nhờ đó mà hai chị em phát hiện ra là tụi mình có chung một người bạn chung, đó chính là cô bé hồi xưa đi chụp hình hoa mặt trời chung với Mai. Cô bé đó thì Mai cũng quen trên group Facebook này luôn, lúc đó thì Mai lập hội để rủ rê nhau đi chụp hình bông mặt trời. Không hiểu sao càng già thì Mai lại càng chơi với những người bạn trẻ tuổi, bây giờ thì bạn bè của Mai sinh năm 97 mới ghê đó mọi người. Thầy nói là trong 3 ngày Tết Phật tử có thể đến đây hát karaoke từ sáng đến tối luôn, không có sao hết. Tuy nhiên Mai thì Mai xin từ chối, tại vì nếu mà Mai hát thì chắc là mấy anh mấy chị, mấy cô mấy chú là chạy hết luôn, không còn ai ở chùa hết. Đây nè mọi người, thêm một con mắm nữa đang tới. Nhỏ này là hồi xưa làm chung với lại làm neo chung với Mai nha. Đợi nó từ sáng tới giờ luôn á. Mày đi đâu mày làm gì từ sáng tới giờ Linh? Lễ Phật ở chợ. Phật ở đâu? Trên lầu á. Ủa vậy hả? Còn có lễ trên đó. Ủa, nãy giờ chị vô đây đâu cái ăn thôi. À, chị vô đây chị mới vô đây chị ăn thôi đó. Em ở đâu? Vô bước vô chín rưỡi chín điện đó, lại một vòng chở nó. Đó, chị quay livestream hả? Thì thật. Dạ em không, dạ không có livestream thầy. Dạ, quay video thầy. Dạ. Thầy chủ ơi, thầy bướng phật ơi, anh đẹp trai. Chúc mừng năm mới. Ma Kevin hả? Chào chú. Chúc mừng năm mới chú. Chúc mừng năm mới cô. Anh Hà. Chào anh, chúc mừng năm mới. Rồi ăn đi. Đại gia đình. Chùa chính là nơi giao lưu sinh hoạt của những gia đình Phật tử xa quê. Đây cũng chính là nơi kết nối cộng đồng của người Việt ở hải ngoại. Sau khi ăn xong thì hai chị em Mai quyết định lên chánh điện để làm lễ và lạy Phật. Bây
Bây giờ thì tất cả các Phật tử tập trung để nhận lộc đầu năm của thầy. Dạ, A Di Đà Phật, cảm ơn thầy ạ. Con có một chút này gửi thầy. Chúc mừng năm mới. Thôi. Thái lộc hả? Ủa phải vậy đó hả? Ừ. Thầy cho lộc mình rồi mà. Ở lộc. Đây là lộc. Rồi, vậy đây Mai hái lộc một cái nha. Đây là lộc của Mai, chữ đó. Chữ này là chữ phúc. Các em mà chỉ gì? Phát tài phát lộc. Vậy là em phát dài. Mai sẽ đi ra ngoài trước cửa sân chùa để coi đốt pháo bông nha mọi người. Đốt pháo. Đốt pháo. Không có đốt pháo bông. Trời đẹp, ra đến đây là thấy không khí rồi. Thấy vui quá à. Thấy cái gánh này thấy. Đấy. Wow, cái dây pháo dài chưa? Biết mấy mét nữa ha. Dây pháo rất là dài luôn. Lâu lắm rồi mới lấy lại cái dây pháo này nha. Ở Việt Nam bây giờ cấm đốt pháo này, đâu có được đốt đâu. Lâu lắm rồi đâu có được đốt pháo đâu em. Ở Mỹ 5 năm mấy rồi mọi người, nhưng mà đây là lần đầu tiên Mai tới chùa để coi đốt pháo nha. Tại mấy năm trước là toàn là lo đi làm không à. Làm hoài mà cũng không thấy giàu nữa. Rồi kệ lắm, đang nghỉ đi chùa luôn đi ha. Anh này nói là pháo nó sẽ nổ văng tới đây luôn á. Mình nói văng thì mình bỏ chạy. Cho mấy em bé này vô xe hết. Ta phải ghe xe bớt ra để đốt pháo, để văng vô xe. Xe đi đâu? Ghe tránh ra. Đó, cho người ta đi vô đây. Khó quá, không biết đứng đâu nữa. Ghe ra đó luôn. Anh, đứng đây là bớt thịt luôn nè. Nó không văng tới đâu, cỡ này có thể nó văng chút thôi. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year em. Happy New Year chị. Xung quanh không khí là ai cũng chờ coi bắn pháo với pháo bông nha. Rất là đông Phật tử. Còn một nhóm người ở trong này đang chụp hình nữa mọi người. Chúc mình vô đó mình chụp hình trước đi em. Đó, thấy không mọi người chụp hình ngồi trên đó. Chúc chị khá áo dài, chị gỡ ra chụp hình cho chị nha. Rồi chuẩn bị đốt pháo rồi nha. Đó, mới đang thấy khói rồi. Sau khi xem đốt pháo xong thì hai chị em Mai quyết định đi vào bên trong chánh điện của chùa để chụp một vài tấm ảnh kỷ niệm ngày Tết. Vì chùa cắm rất nhiều hoa tươi và trang trí hai cây đào cây mai rất là đẹp. Đây là bên trong chánh điện của chùa ha. Thầy trang trí rất là đẹp luôn. Đây có một cây đào và một cây mai ở hai bên nha. Đây là cây đào. Cây đào rất là to luôn. Rất là đông người tới chụp hình ha. Đây là cây mai. Cây mai cũng đẹp, nó nhìn giống cây thiệt chứ sợ. Mai làm không được đẹp. Để Mai học thầy, năm sau Mai làm cây mai của nhà Mai đẹp hơn nha. Còn đây là hoa của thầy cắm nè. Thầy cắm hoa rất là đẹp luôn. Đây tất cả là hoa tươi hết đó nha.
mình không nghĩ là ở Mỹ mà tìm được nhiều hoa tươi đến như vậy để cắm luôn á ha. Chị tưởng giống như là chùa của Việt Nam luôn á, đẹp dễ sợ luôn á. Điện cũng khá là rộng, Mai cũng không nghĩ là chánh điện ở trong này lại rộng đến như vậy ha. Rất là đông Phật tử bà con tới chùa chụp hình, rất là vui luôn. Thầy thì bật nhạc xuân ha. À đi xuống dưới để coi karaoke đúng không? Rồi đây 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 đây. Đi xuống dưới mình đi coi karaoke, mọi người ở dưới hầm là thầy bật karaoke cho mọi người ca. Rồi chút nữa mình phải chụp hình đây nữa chứ, mình quên. Bây giờ thì Mai sẽ đi xuống dưới tầng hầm để coi mọi người karaoke làm sao ha mọi người. Coi cái karaoke vui cỡ nào, thầy nó hát từ nay tới ngày mùng 3 Tết cũng không sao. Nhưng Mai thì không hát đi, thì Mai hát cái là tao bỏ về hết. Sáng Mai đi là chỗ này là chưa có ai ăn hết, bây giờ là rất là đông đông luôn. Quá trời đông luôn, vui quá trời vui ha. Mà chưa có ai hát hết. Em muốn ăn nữa không? Chị là chị hết ăn nữa rồi đó. Ngon quá. Hiện tại đang là giờ trưa nên bà con ai cũng đói bụng, ai cũng lo ăn, chưa có ai thèm hát hết. Do đó thì hai chị em Mai quyết định đi lên trên để chụp hình cái tiểu cảnh ở bên ngoài. Dễ thương chưa? Bán gì á con? Con bán gì vậy? Bán gì? Hành tỏi ớt hả? Mày kêu bằng gì? Bắp. 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 Con cái gì? Con đi vô nhà, mệt quá. Nhiều trái bắp con? Dễ thương quá. Anh này tại chụp hình chung với mẹ. Mời cả nhà mình xem qua một số hình ảnh của hai chị em Mai chụp tại chùa ngày hôm nay nha. Cũng đã tới lúc đi về nên hai chị em mình chia tay và hẹn lần sau gặp lại. Thôi bây giờ Mai đi về thôi, hai chị em mình là gần may mắn gặp nhau ở đây ha. Trước là sau quen mốt mình đi chùa tiếp đi chưa? Ok, ok. Thôi tạm biệt mọi người nha, mùng 1 của Mai là chỉ đi chùa hôm nay thôi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau nha.